Thế Zalo hôm nay báo là sinh nhật A Huy đấy mà, không biết nó làm gì không nhỉ? Chả thấy mời. Nay sinh nhật à? Zalo báo sinh nhật A Huy. Ôi, sinh nhật thì nhớ cái gì? Không ăn được của nó đâu. Kiếm được của nó miếng á, cứ mà chợt chán. Cũng chả biết thế nào, nó biết đâu nó lại mời đi uống bia rồi sao. Cứ đợi cho nên đến trưa xem là nó có gọi không. Tay này ấy, chỉ có anh em mình làm nào gài được ông ý thì mới có bia mà uống, chứ còn để tự nguyện ông ấy mời bia ấy còn lâu. Hay là anh em mình làm cái trò gì gọi ông ấy ra. Chán nhỉ. Chúng nó ngày sinh nhật thì bạn bè nó chung đến nó tổ chức cho mời đi ăn đi uống. Mình thì cứ lủi tha lủi thủi tiền thì chả có. Cuộc sống mình sao lại ông trời để không có cái món công bằng gì cho mình với lại bạn bè chứ. À, thằng này đây rồi. Chạy hết cả người. Alo, Phong à? Đang đâu đây? Muốn nói con dê à? Đi uống bia không? Đi luôn, đi uống bia. Gọi cả Huy hôm nay sinh nhật nó thì anh mình làm tí cho nó. Hôm nay sinh nhật nó mà không ai tổ chức cho nó thì anh em mình tổ chức cho nó. Rồi chuẩn bị đi nhá. Được, mấy thằng này nghe có vẻ có tâm. Có tâm với bạn bè đấy. Phải thế chứ. Tưởng chúng mày bỏ rơi tao nữa. Ngày sinh nhật của tao chúng mày phải chơi thân với nhau thì phải nhớ nhau như thế chứ. Phải thế mới gọi là bạn bè chứ. Ngày sinh nhật của tao chúng mày phải tổ chức cho tao. Toàn ngày sinh nhật của chúng mày phải có lời mời tao đến dự chứ. Đấy, hôm nay là ông là thằng đặc biệt nhất trong buổi hôm nay. Ông ý kiến đi. Trước khi ý kiến thì cứ làm và cho nó bón chúc mừng sinh nhật ông nhá. Rồi cảm ơn các bạn. Tôi thật sự là cảm ơn các bạn. Tôi xin có ý kiến là tôi sao thế? Tôi xúc động vô cùng ấy. Là hôm nay các bạn thật sự đã mang đến cho tôi một cái không gian ngày sinh nhật mình phải nói là cái đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi thật sự là không biết nói gì cả. Tôi xin cảm ơn các bạn bằng lời chân thành từ đáy lòng của mình, phát ra từ đáy lòng luôn. Thôi đáy lòng cảm ơn là được rồi, không cần phải đáy lòng đâu. Trước qua đang ăn uống ấy, đáy lòng là cái gì? Đáy lòng là bằng cả cái tấm lòng ừ.
gì tôi nói. Nó là tấm lòng thôi là được rồi. Nó tấm lòng thôi, đáy lòng mất vệ sinh. Tôi nói thật chứ. Tôi xin phép là tôi được bày tỏ cái tấm lòng của mình với các bạn. Thôi không, 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 không. Thì tôi thật sự là tôi có được những người bạn chi kỷ như các ông thì tôi cảm thấy cái cuộc sống của tôi là nó cũng tươi đẹp vô cùng rồi. Các ông thật sự là còn quan tâm tôi còn hơn cả những thằng mà nó nắm hộ tịch hộ khẩu của tôi. Để các ông nhớ cái ngày sinh nhật lại còn tổ chức. Thật ra là anh em tôi thì rất tình cảm, rất thoải mái. Nhưng mà mỗi ông thôi, ông mới là hay tính toán ấy. Còn mấy anh em rất là thoải mái. Cái hoàn cảnh của tôi nó không như được như các bạn. Nhiều lúc tôi rất muốn mời các bạn đi, kể cả đi du lịch nước ngoài đấy. Kể cả nước ngoài nếu mà tôi có tiền. Nhưng mà không có tiền đúng không? Đấy thì các ông cũng phải thông cảm. Nhưng thằng thoáng thì thường lại không có tiền. Thế hôm nào mời anh em đi gần gần cũng được. Tôi hứa tôi không tính toán gì đâu. Nói thật sự chứ. Chứ tôi thật sự nó xuất thân hoàn cảnh gia đình như thế nào thì các ông biết đúng không? Đấy thật sự là tôi mà làm ăn, nói thật nhá, thu nhập của tôi một tháng mà chỉ cần 5-70 triệu thôi. Tôi chắc chắn mời các bạn mỗi một năm đi một lần. Đi đâu? Đi kể cả châu Âu. Các ông thích đi sang châu Âu, tôi cho đi sang châu Âu xem vịt thiên nga thật nó bơi nha. Kể cả đi châu Mỹ, đi sang đấy mình tham dự vào bóng bầu dục, rồi chỉ đi châu Úc trải nghiệm săn bắn sang bắn chuột túi. Ghê nhỉ. Ông ở Việt Nam cái gì ông biết nhỉ? Tôi xem vô tiếng tôi lại gì. Thậm chí kể cả nhá, các ông muốn đi Ukraine, anh em sang đấy làm kinh tế, buôn sắt vụn sang nhặt cát chút, lái máy bay hỏng. Tôi là từ bé là chưa được đi xe tăng bao giờ mà cũng muốn sang để đi thử. Nhưng sang đấy lắm bom rơi đạn lạc lắm, sợ không về được đâu. Đấy, thật sự nên là các bạn phải hiểu tôi hoàn cảnh thôi, giờ nó chưa cho phép. Thôi không cần nói nhiều, bây giờ là sinh nhật ông thì hôm nay ông thích ăn uống gì gọi cái gì tẹt hôm nay anh em tôi bao hết. Được rồi, chủ quán ơi, em có cái gì ngon nhất cứ mang ra đây cho ăn nhé. Đây rồi, có gà, có xúc xích, có bia rồi. Trước nào hôm nay ở mình nó ở xa quá, gọi bánh sinh nhật thì nó không tiện. Chợ nó đi nó sóc ổ gà, nó lộn tùng phèo cái bánh. Mày nhầm tên, nhầm tuổi thì rách việc. Đã nhầm tuổi nguy hiểm lắm, cái đấy mình kiêng. Thôi anh em, chúc bằng mồm thôi. Còn cái bánh thế này chỉ là tượng trưng thôi. Hay là làm cân châu gác bếp ăn cho sang mồm nhỉ? Thôi, cái đấy ăn chuốt. Nhưng mà có không nhỉ? Ở đây chợ nó không có. Ông yên tâm đi, hôm nay là anh em tôi mời, ông không phải lo. Thế ăn hết cái này xong thì gọi nhá. Có gì châu tươi gác bếp không? Lấy luôn ra đây mấy đĩa chủ quán. Đấy nhá, chiều về là phải khoe với vợ bảo là em không thể bằng được bạn bè của anh rồi. Cho vợ nó biết. Đấy à. Tôi nói với bạn Hoàng này, trên đời này tôi có được những người bạn như các ông, đấy là cuộc sống anh em mình còn mong đợi gì hơn nữa, đúng không? Thế được không à? Tôi uống với bạn một cái. Tuy rằng bạn chỉ bằng tuổi con cháu tôi thôi, nhưng tôi vẫn coi bạn như một thằng bạn tri kỷ. Thế ơi, ra nhờ đây. Sao lại xe ai lạ thế? Xe thằng Hoàng. Anh ấy bảo là về xem là có tiền đưa cho nó 1-2 triệu, mà 3 triệu thì càng tốt. Nhưng mà sao lại lấy tiền vào giờ này? Hôm nay sinh nhật tổ chức ngoài quán, đang tiếp bạn bè không về được, bảo anh về, bảo là về, bảo cứ bảo người Thanh đưa cho 2-3 triệu. Nhưng mà sao lại tổ chức nhận buổi trưa sớm thế? Em đã có ý định là chiều bảo anh ấy làm 3-4 mâm gọi mọi người đến cho nó vui. Khổ lắm, nhưng mà trưa này mấy anh em nó máu quá nên là gọi tất cả là quán rồi. Nhưng mà chỗ này có hơn 2 triệu tí được không? Thôi được, có bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhưng mà dặn ông ý ấy,
là uống ít thôi, đừng có say. Để tối còn gọi anh em bạn bè mấy ông đồng hào đến nữa. Không say thế nào được nó, không phải lo. Còn lâu mới say rồi. Nhá, thôi đi đây. Nhưng mà liệu mà về nhá, bảo chiều còn mổ gà mà làm gỗ đấy. Rồi. À mà chiều có rảnh không? Đi sang phụ ông nó một tay. Thì cứ xong cái bữa trưa này đã. Nếu mà còn tỉnh chiều còn sang. Nó say rồi thì thôi. Mày thấy à? Sao giờ này Ahim mới về? Hay quá. Say thì còn làm ăn được cái gì nữa? Làm ăn cái gì? Thì rõ là ý định là chiều nay làm bốn mâm để tổ chức sinh nhật, gọi mấy anh em đồng hao với quanh hàng xóm. Sinh nhật sinh nhau gì? Anh từ trưa giờ cứ bao giờ tổ chức đâu mà tự nhiên bày vẽ cho làm gì cho nó tốn kém nha. Thì ngày trước lúc đấy là mình chưa có điều kiện nó khác. Mấy năm nay kinh tế nó dư giả lên một tí. Người ta nói là bọn bạn anh nó tổ chức cho anh đâu, không phải lo. Trưa nay chúng nó cũng phải chi mất mấy triệu ấy chứ, nó cũng phải ngót 3 triệu ấy chứ, có mấy anh em thôi. Cái gì? Chúng nó chi á? Thằng Phong này, thằng Hoàng này, rồi gì thằng Hùng này. Thế không phải là anh Hy nhờ Phong về nhà lấy tiền à? Nhờ cái gì? Nó về nhà nó lấy thì kệ nó chứ, nhờ cái gì? Mình tự nhiên chen vào để trả tiền để chúng nó lại nói cho à? Thế có mà Ahi không biết rồi. Gì? Rõ là cái lúc nửa buổi em đang quét sân nhá. Thế ông Phong ông Phi xe máy. Đúng rồi, nó về lấy tiền đúng không? Thì đúng, lấy tiền. Đấy, nó mời mình nó phải về nó lấy tiền là đúng quá. Nhưng mà lúc đấy ông bảo em bảo là đưa 2 triệu, 3 triệu thì càng tốt. Nhưng lúc đây trong túi em có hơn 2 triệu một tí, em đưa tất cho ông ấy rồi. Nó về nó vay tiền của em á? Không phải là vay, mà thế bảo là phóng xe thằng Hoàng về, bảo là Ahi bảo là nhờ về lấy tiền hộ. Cái gì em bảo lại? Nó về nó lấy 2 triệu bạc em đưa cho nó ấy. Thì thế ông Phong ông bảo là Ahi nhờ về lấy tiền hộ. Sao em ngu thế? Sao tự nhiên lại đánh người ta? Người lạ đến mà bạn anh. Lạ đâu mà lạ? Chị bạn mà nó bảo là đưa tiền cho, thế mà cũng đưa. Mà trong khi đấy chồng chỉ cần bảo vợ cho 20.000 ra làm chai rượu thôi là cũng không có bao giờ đưa cho chồng mà lại còn hơn 2 triệu bạc cũng đưa cho nó được. Thì ai mới biết được? Thế bảo là tổ chức sinh nhật ở trong kia, lại cả bạn bè các thứ nữa. Thì bảo là ai bảo... nhờ? Tao ấy, lúc nào phải trực tiếp tao về tao lấy tiền ấy thì chỉ lúc đấy mày mới đưa chứ. Đúng là đàn bà, mày tin tưởng bạn bè của tao hơn tao à? Thôi, ai mà biết được. Thì ai bảo là cũng kiệt lắm cơ. Tiền của chúng nó mãi bây giờ chả phải mời chúng nó à? Mà rõ là vợ đã có ý định là tối nay làm mấy mâm, gọi mấy anh em thân với nhau đến. Thế thôi, trưa nay em mời chúng nó rồi thì khả năng tối nay hoãn mấy mâm kia Ahi ạ, cũng hết tiền rồi còn đâu nữa. Hai thằng trẻ trâu này mà nó còn đầu, nó hơn cả Gia Cát Lượng chứ đùa. Mưu mô xảo quyệt kinh khủng tởm đó. Rồi ôi, mình có kém phần long trọng gì đâu. Tào Tháo như mình nên mà vẫn bị nó cho vào ma trận được tài thật. Thôi được rồi, xác định là mời người ta một lần cũng được có sao đâu, mà lại còn vào ngày sinh nhật của mình, cũng đáng quá còn gì nữa. Thì mời cũng được thôi, nhưng mà nó lại tuyên bố ở sự kiện hôm nay với anh em bạn bè là đứng ra là danh nghĩa chúng nó tổ chức, thì mình ức cái là phải trả tiền đường sau ấy, hiểu không? Thì ai giả mà chả thế. Nói chung là tiền của mình giả rồi thì thôi, ông ức để làm cái gì. Mà nói chung ấy là cứ để đẹp mặt mấy ông ấy một hôm có sao đâu. Tao không tính toán gì đâu, nhưng mà tao mẹ hơn 2 triệu bạc chứ ít đâu. Rồi ạ, cáu ra để giải quyết vấn đề gì. Vào rửa mặt cho nó tỉnh đi. Ra rồi là 2 con gà, tối nay làm là 2 mâm. Nhà mình mới gọi mấy anh em đồng hao thôi. Còn mấy ông kia chưa đen rồi, tối nay nhịn. Làm cái gì mà làm? Bây giờ có làm thì phải làm cho đầy đủ, gọi chúng nó đến cho chúng nó biết mà. Lại còn muốn ai cơ?
sĩ diện hão. Mà không có làm gì nữa. Giờ làm cái gì, làm lúc trưa thế là được chưa? Sinh nhật anh thế là vui nhẹ nhàng rồi. Giờ nó không có làm cái gì nữa. Sinh nhật thì cũng chỉ tổ chức một buổi thôi. Lúc nãy đã ăn uống biệt là nhẹ ra rồi. Thế là anh đã cảm thấy sinh nhật của mình thế là quá vui nhẹ nhàng trong lòng rồi. Thế thì vợ con không được cắt bánh gato à? Rồi ok. Đấy, hôm nay là ông là thằng đặc biệt nhất trong buổi hôm nay. Ông ý kiến đi. Trước khi ý kiến thì cứ làm và cho nó bón. Chúc mừng sinh nhật ông nhá. Rồi cảm ơn các bạn. Tôi thật sự là cảm ơn các bạn từ đáy lòng. Cho ông đừng có cảm ơn từ đáy lòng thì mẹ có lắm. Ông biết đáy lòng của ông là có những cái gì không? Đấy phải nói. Chị đó. Nào, ok. Anh cứ nói đi, em cười nhưng em về phải mất cắt anh được mà. Tôi thật sự là không biết nói gì cả. Tôi xin cảm ơn các bạn bằng lời chân thành từ đáy lòng của mình. Thôi. Đáy lòng của cảm ông ơn là được rồi, không cần phải đáy lòng đâu. Trước qua đang ăn uống. Đang ăn uống ấy, đáy lòng là cái gì? Đáy lòng là bằng cả cái tấm lòng ừ thì tôi nói nó là tấm lòng thôi là được rồi, nó tấm lòng thôi, đáy lòng mất vệ sinh thôi. Thôi tôi thật sự là tôi có được những người bạn chi kỷ như các ông thì tôi cảm thấy cái cuộc sống của tôi là nó cũng tươi đẹp vô cùng rồi. Các ông thật sự là còn quan tâm tôi còn hơn cả những thằng mà nó nắm hộ tịch hộ khẩu của tôi để các ông nhớ cái ngày sinh nhật lại còn tổ chức. Thật ra là anh em tôi thì rất tình cảm, rất thoải mái, nhưng mà mỗi ông thôi tôi... ông mới là hay tính toán ấy. Còn mấy anh em rất là thoải mái. Không, tôi nói thật là có thể các bạn hiểu và thông cảm cho tôi là cái hoàn cảnh của tôi nó không như được như các bạn. Nhiều lúc tôi rất muốn mời các bạn đi, kể cả đi du lịch nước ngoài đấy, kể cả nước ngoài nếu mà tôi có tiền. Nhưng mà không có tiền đúng không? Đấy thì các ông cũng phải thông cảm. Nhưng thằng thoáng thì thường lại không có tiền. Thế hôm nào mời anh em đi gần gần cũng được. Tôi hứa nha, cuộc đời tôi mà cứ thu nhập một tháng khoảng 50-70 triệu tôi chắc chắn mời các bạn mỗi một năm đi một lần. Đi đâu? Đi kể cả châu Âu, châu Mỹ, sang đấy bắn ăn bắn chuột túi. Chúc bắn chuột túi. Đó phải bảo là sang gì nhỉ? Cái nước gì đang chiến tranh nhỉ? Ngủ gần, ngủ gần, nhà tao ngủ gần. Ok. Kể cả đi châu Mỹ, đi sang đấy mình tham dự vào bóng bầu dục, rồi chỉ đi châu Úc bắn chuột túi. Sang Ukraine đi, nào tiếp. Đâm nát cái đá đang đây đây. Thậm chí kể cả nha, các ông muốn đi Ukraine, anh em sang đấy làm kinh tế, buôn sắt vụn, nhặt cát vụn. Thôi em bảo là anh vào lò luôn. Nhặt cát vụn được rồi, thế đấy, chờ hết được rồi. Nói như thật là tôi thật, những xe tăng đấy mà anh em sáng luôn thì này, giàu nhanh lắm. Sang ra xe tăng. Kể cả sang bên Ukraine bây giờ đang nhìn nhiều cắt chút, mình sang đấy nhặt buôn sắt vụn làm kinh tế. Đúng. Tôi là từ bé là chưa được đi xe tăng bao giờ, cũng muốn sang để đi thử. Sang đấy lắm bom rơi đạn lạc lắm, sợ không về được đâu. Đấy, thật sự nên là các bạn phải hiểu, tôi hoàn cảnh thôi. Giờ nó chưa cho phép. Thôi không cần nói nhiều, bây giờ là sinh nhật ông thì hôm nay ông thích ăn uống gì? Gọi cái gì tẹt tẹt hôm nay anh em tôi bao hết. Được rồi, chủ quán ơi, em có cái gì ngon nhất cứ mang ra đây cho anh nha. Đây rồi, có gà, có xúc xích, có bia rồi. Trước nào hôm nay ở mình nó ở xa quá, gọi bánh sinh nhật thì nó không tiện, sợ nó đi nó sóc ổ gà nó lộn tùng phèo cái bánh. Nhầm tên, nhầm tuổi, để sách nhầm tuổi nguy hiểm lắm, cái đấy mình kiêng.
Thôi anh em chúc bằng mồm thôi, còn cái bánh thế này cũng chỉ là tượng trưng thôi. Hay là làm cân cho các bếp ăn cho sang mồm nhỉ? Thôi thôi, cái đấy ăn chút. Nhưng mà có không nhỉ? Ở đây chợ nó không có. Ông yên tâm đi, hôm nay là anh em tôi mời, ông không phải lo. Thế ăn hết cái này xong thì gọi nhá. Rồi cứ ăn được cái gì cứ gọi đấy. Các bạn cứ ăn. Thôi anh bảo, thôi gọi luôn, gọi luôn. Ngon đấy, vàng ngon đấy. Có gì cho tươi các bếp không? Lấy luôn ra đây mấy nhá, chủ quán. Cho tươi các bếp. Cũng đúng đấy, cho tươi mà cho tươi. Thế vừa mới gác xong, chưa kịp khô. Tôi thích ăn cái loại đấy. Đấy nhá, chiều về là phải khoe với vợ bảo là em không thể bằng được bạn bè của anh rồi, cho vợ nó biết. Đấy à? Tôi nói với bạn Hoàng này, trên đời này tôi có được những người bạn như các ông, đấy là cuộc sống anh em mình còn mong đợi gì hơn nữa, đúng không? Chắc thế được không à? Tôi uống với bạn một cái. Tuy rằng bạn chỉ bằng tuổi con cháu tôi thôi, nhưng tôi vẫn coi bạn như một thằng bạn tri kỷ. Ông thấy tôi vô tư không? Ông ít hơn tôi gần chục tuổi, đúng như ông phải gọi tôi thay con phải gọi là ông trẻ chứ. Nhưng mà tôi vẫn coi ông như một người bạn cùng trà cùng lứa. Thế thì bạn rất thân, nhưng mà thân nào có mày lo nhá. Ơ đúng rồi, bạn thế mới gọi là bạn thân à. Sinh nhật hôm năm nay tôi sẽ không bao giờ quên đến tạm sang năm luôn. Tưởng là lúc chết không quên được chứ. Rồi.